Xin chào. Chủ đề ngữ pháp hôm nay là infinitive mitsu. Infinitive mitsu. Đầu tiên thì về cái định nghĩa của nó, infinitive nghĩa là động từ nguyên thể. Ở động từ nguyên thể cộng với su, và lúc nào su cũng phải đứng ở trước động từ nguyên thể. Thế còn cái cách dùng của infinitive mitsu là gì? Nó thường có ý nghĩa là, để dịch sang tiếng Việt một cách gọi là sát nghĩa nhất, thì mình sẽ dùng chữ để. Mình khuyên các bạn là hãy refer đến tiếng Anh. Tiếng Anh và tiếng Đức nó cùng một cái sprachfamilie, là một cái họ ngôn ngữ Germanische Sprache. Chúng nó rất là gần nhau, thế nên là có rất nhiều những cái Sprachgebrauch mà mình có thể kiểu tham khảo lẫn nhau của chúng nó được. Tất nhiên là không phải cái nào từ tiếng Anh cũng có thể kiểu dán nguyên sang tiếng Đức được, nhưng mà ít nhất là nó sẽ đỡ hơn là các bạn dịch word by word từ tiếng Việt sang tiếng Đức. Mà thật ra mình cũng không khuyên các bạn là nên học theo kiểu word by word, bởi vì nếu như mà cứ dịch từ tiếng Việt word by word sang tiếng Đức sang tiếng Anh được thì người ta còn cần biên phiên dịch làm gì. Mỗi tiếng nó có một cái eigenschaft riêng của nó. Thế nhưng mà quay lại cái chủ đề chính gọi là infinitive mitsu. Nó là một câu Nebensatz, nó không phải là một câu chính. Thế nhưng mà cái đặc biệt của infinitive mitsu này là Nebensatz, nhưng mà nó lại không có chủ ngữ. Nếu như các bạn biết đến các Nebensatz là weil hay là das hay là wenn, thì tất cả những cái câu này đều phải có chủ ngữ đi kèm. Ich gehe in die Schule, weil ich lernen muss. Ich hoffe, dass ich morgen dich treffen kann. Ví dụ như thế. Thế thì các bạn có thể hiểu cái infinitive mitsu này nó là một cách nữa để mình nói weil hoặc là das, hầu hết là das, mà không cần phải dùng quá nhiều giấy, không cần phải nói quá nhiều chữ như là ở weil và das. Thế nhưng mà cái duy nhất mà các bạn cần phải chú ý ở đây đấy là không phải lúc nào weil và das cũng có thể thay thế được bằng infinitive mitsu. Chỉ trong trường hợp mà cả vế chính Hauptsatz và cái vế weil và das, cái vế Nebensatz đấy có cùng một chủ ngữ, đều cùng là ich, cùng là er, cùng là sie các thứ, thì các bạn mới có thể dùng su được. Còn nếu không, nếu mà ich gehe in die Schule, weil meine Mutter mich dazu zwingt, thì không thể được, không dùng infinitive mitsu được. Tức là thay vì nói ich gehe in die Schule, weil ich lernen muss, thì mình có thể nói là ich gehe in die Schule zu lernen, hoặc là zu lernen. Hầu hết người ta sẽ nói là zu lernen. Đây là cái mẫu câu zu, nghĩa là nói chỉ mục đích. Nhưng mà bởi vì đây là video về chủ đề infinitive mitsu thôi, chứ không phải là zu, thế nên mình sẽ không đi sâu vào cái này quá. Thì các bạn cứ tưởng tượng là khi nào các bạn muốn dùng một cái vế phụ nào đấy, weil, das gì đấy chẳng hạn, hầu hết là weil và das, hầu hết là hai cái nghĩa này thôi, thì các bạn có thể dùng infinitive mitsu. Cái nghĩa của vế này thì nó phải phụ thuộc vào cái nghĩa của vế đằng trước, cái nghĩa của vế Hauptsatz ấy. Cái vế infinitive mitsu này thì nó hầu hết chỉ mang ý nghĩa là bổ sung hay là mở rộng ý nghĩa, mở rộng thành phần của câu thôi, cho cái hầu hết là cho cái động từ, nó cũng có thể cho cái danh từ, nói chung là cho một cái vế câu về vế câu chính. Ví dụ ich hoffe, dass ich morgen gutes Essen bekomme, ví dụ thế chẳng hạn, thì mình có thể nói tắt lại thành ich hoffe morgen gutes Essen zu bekommen. Các bạn để ý là ở đây cái syntax của nó là su luôn luôn cộng với động từ nguyên thể. Thế nhưng mà tất cả những cái râu riêng như kiểu morgen hay là gutes Essen, morgen là trạng từ và gutes Essen nó là danh từ, thì sẽ để ở đằng trước chữ su. Và cái trật tự của nó như thế nào thì tùy vào cái ý biểu đạt của mình và tùy vào cái normal Sprachgebrauch như kiểu tekamolo, tekamalo gì đấy, cái này mình không học. Tiếng Đức nó rất là chặt chẽ. Một vế câu thì hầu hết nó chỉ gültig với một động từ mà thôi. Tất nhiên cũng có những cái kiểu nói như kiểu một chủ ngữ và cộng thêm 5-6 động từ gì đấy chẳng hạn, nhưng mà hầu hết đấy sẽ là khi mà bạn muốn kể về một cái sự kiện gì đấy mà diễn ra liên tục. Kể cả trong tiếng Anh cũng thế đúng không? Như cái câu ví dụ của mình, ich hoffe, dass ich morgen gutes Essen bekomme đấy. Tôi hy vọng là một chuyện, thế nhưng mà cái việc mà ngày mai tôi nhận được đồ ăn ngon thì mình phải nói như thế nào nhỉ? Nó là ở một cái dimension khác ấy, nó không kéo gần được vào cái động từ chính là hoffe của mình được. Thế nhưng mà cái phần mà gutes Essen bekomme này nó cũng không thể trở thành một cái vế riêng được, mặc dù nó không thể đứng chung trong một cái vế câu với hoffe. Thế nhưng mà nó cũng không thể đứng riêng rẽ được nếu như mà muốn dùng với infinitive mitsu. Tức là mình không thể nói là ich hoffe, ich gutes Essen zu bekommen được. Hai cái vế câu này nó vẫn liên kết với nhau về mặt nghĩa.
Thế nên là mình vẫn có thể rút gọn cái chủ ngữ của nó đi được, vì chủ thể của hai cái hành động trong cái câu này nó vẫn là một, nó vẫn là tôi. Thế nhưng chỉ có vấn đề là cái nghĩa good succession by comment này nó phụ thuộc vào cái động từ hoffen. Chúng nó liên kết với nhau, thế nhưng mà chúng nó không ngang hàng với nhau. Bạn có thể tưởng tượng như là cái good succession by comment này nó là một cái tập con của động từ hoffen này. Cái so sánh của mình thì không biết là có make sense với các bạn không, hay là lại làm cho các bạn càng rối thêm. Với những bạn mà học chuyên tự nhiên, mình thì cũng không chuyên tự nhiên gì cả, mình chỉ là một con chuyên xã hội bị bắt phải học toán thôi. Thế nên là mình không biết là nó có make sense với các bạn không, hay đây là một cái cách hiểu nó kiểu rất là trợ búa ấy. Thế còn một cách dùng nữa, một ứng dụng nữa của Infinitive Mitsu là trong một câu như thế này: Deutsch zu lernen ist schwer für viele Menschen. Thì câu này nếu mà hiểu một cách kỹ càng ra thì mình sẽ nói cái phần Deutsch zu lernen này nó đóng vai trò ngữ pháp như là một danh từ ở trong câu. Vì lý thuyết thì trong một câu Hauptsatz, một câu chính của tiếng Đức, thì động từ lúc nào cũng ở vị trí thứ hai. Thế thì cái phần đằng trước của nó có thể là bất cứ thứ gì cũng được, nó có thể là một danh từ hay là một trạng từ. Thì cái Deutsch zu lernen này theo mình sẽ gọi nó là một cụm danh từ. Bạn cũng có thể tưởng tượng là cái phần Deutsch zu lernen này có thể được viết tắt lại thành Deutsch lernen, tức là biến cái phần học tiếng Đức đấy thành một cái gọi là danh từ hóa động từ, tức là biến nó thành Das Deutsch lernen ist schwer für viele Menschen. Thì câu đấy bằng nghĩa với Deutsch zu lernen ist schwer für viele Menschen. Nói chung là về cái dựa vào cái Sprachgefühl của mình thì mình sẽ nói là hai câu này không hoàn toàn identical với nhau về nghĩa. Thế nhưng mà nói một cách rộng ra thì hai câu đấy vẫn tương đương được với nhau. Thế thì tại sao người ta không thể chỉ dùng cái danh từ hóa động từ này thôi để thay cho cái infinitive mitsu kia? Là bởi vì có những câu như kiểu như thế này: đi dạp chiếu phim vào cuối tuần luôn là một thú vui, một sở thích của gia đình tôi chẳng hạn. Câu này đi: Am Wochenende ins Kino zu gehen ist ein Hobby von meiner Familie. Ví dụ thế. Thế nhưng mà mình không thể dùng cái danh từ hóa động từ kia, không thể dùng cái kiểu cái trò viết tắt, viết liền kia đối với câu này được, bởi vì cái cụm động từ đi dạp chiếu phim, đi xem phim của bọn Đức luôn phải có cái preposition in, là kể cả cái das mà được viết tắt thành s ở đằng sau chữ in ấy, nó luôn phải đi với nhau. Chứ mình không thể nói là Kino gehen ở trong tiếng Đức về ngữ pháp thì nó rất sai, mà mình cũng không thể viết kiểu ins cách Kino gehen viết liền ist ein Hobby được. Thế thì bài học rút ra ở đây là gì? Infinitive Mitsu nó là một cái cách để dùng cụm động từ đa năng, nó kiểu dễ tính hơn là dùng cái danh từ hóa động từ kia, bởi vì nó có thể chứa được cả những cái phần râu ria đi kèm với động từ như là preposition hay là những cái trạng từ. Thì bạn có thể thoải mái dùng Infinitive Mitsu bằng cách để tất cả những cái râu ria ở đầu, sau đấy cộng với su, và sau đấy cộng với động từ nguyên thể, và sau đấy tùy vào cái độ rắc rối, cái độ complex của cái câu, của cái vế gọi infinitive mitsu đấy, mà các bạn có thể để một dấu phẩy hoặc không. Sau đấy thì mới đến động từ chính. Trong cái câu ví dụ của mình thì là Avocadender là phần trạng từ rồi, là cái phần râu ria rồi. Inskino nó sẽ là cái phần đi chung với động từ đi, sau đấy thì cộng với su, và sau đấy thì cộng với gehen là động từ nguyên thể. Avocadender Inskino su gehen ist ein Hobby von meiner Familie. Cái động từ chính của câu này nó vẫn là ist, nó vẫn đứng ở vị trí thứ hai. Thế còn cái động từ gehen đấy nó chỉ là một phần của cả cái cấu trúc infinitive mitsu thôi. Và trong cái câu cụ thể này thì mình sẽ coi nó là một cái cụm danh từ. Trong mỗi một câu, một ví dụ, một context thì cái infinitive mitsu này nó sẽ đóng một cái vai trò ngữ pháp khác nhau. Infinitive mitsu hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc là ở cuối câu, tùy vào cái nghĩa mà các bạn muốn nói trong câu. Như các bạn nói là việc học tiếng Đức rất khó thì các bạn để nó ở đầu câu. Còn các bạn nói là tôi mong là ngày mai sẽ được gặp bạn, ich hoffe dich morgen zu treffen, hoặc là treffen zu können, hoặc là sehen zu können, thì nó sẽ đứng ở cuối câu. Thế còn một cách nữa, động từ sein ở một câu, sau đấy phẩy và cộng với infinitive mitsu ở đằng sau. Thì cái ứng dụng này hay phổ biến ở những câu nói về nhận xét, như ví dụ như kiểu es ist schwer Deutsch zu lernen, es ist normal eine Stunde vor der Prüfung zu lernen chẳng hạn. Thì thật ra cái ứng dụng này nó cũng mang ý nghĩa là mở rộng cái thành phần trong câu thôi. Trong cái ví dụ thứ nhất thì cái phần mà Deutsch zu lernen ở đây nó là cái mở rộng ý nghĩa cho chữ S ở đầu. Dịch word by word ra thì sẽ là nó rất khó.
để học tiếng Đức. Thế nhưng mà dịch cho nó thoát ra để cho các bạn hiểu thì sẽ là cái việc học tiếng Đức thì rất là khó. Tức là ở đây dùng một cái chủ ngữ giả để biến cái câu Deutsch zu lernen ist schwer thì một cái câu nghe nó academic hơn, cho nó kiểu nghe nó chuyên nghiệp hơn. Gọi là để biến đổi cái bề mặt của câu đi một tí. Thì những hôm nay bạn mặc áo đỏ, ngày mai bạn mặc áo xanh, nhưng mà chung quy lại thì bạn vẫn mặc áo ấy. Tệ lại thế. Trong cái ví dụ thứ hai, es ist normal đấy, thì cái eine Stunde vor der Prüfung zu lernen, cả cái cụm đấy là một cái cụm infinitive mit zu, và nó bổ sung ý nghĩa cho đúng cái từ es đấy mà thôi. Tức là mình hoàn toàn có thể nói là eine Stunde vor der Prüfung zu lernen ist normal, hoàn toàn mình có thể nói thế. Hoặc là mình cũng có thể nói es ist normal, dass man eine Stunde vor der Prüfung lernt. Mình cũng có thể nói thế. Thế nhưng mà cái khác biệt khi mà mình nói, khi mà mình dùng mỗi câu das là khi mà das thì mình có thể sử dụng tùy ý chủ ngữ nào cũng được. Tức là khi mà mình dùng cái chủ ngữ ích ở đấy thì cái việc mà tôi một tiếng trước khi thi mới bắt đầu học thì nó là bình thường với tôi thôi, nhưng mà có thể là không bình thường với những người khác. Thế nhưng khi mà mình dùng es ist normal, eine Stunde vor der Prüfung zu lernen thì cái chủ ngữ khi mà mình chuyển sang câu das đấy chỉ có thể là man thôi, bởi vì mình đã giấu cái chủ ngữ đấy đi rồi. Và khi mà chủ ngữ bị giấu đi thì thường là người ta sẽ hiểu theo nghĩa việc đấy là sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ mình một ai đấy thôi. Nhưng mà muốn specify ra là chủ ngữ đấy là ai, cái việc mình muốn nói trong câu đấy là ai, thì mình phải dùng hẳn một cái với câu das, và mình phải nói hẳn cái chủ ngữ đấy ra là ich hay là wir hay là meine Tochter. Kiểu tôi học một tiếng trước khi thi là bình thường ấy, nhưng mà đối với những người khác, đối với bạn tôi chẳng hạn, chúng nó lại kiểu không nhức đến cổ mới nhảy như tôi. Đại loại thế. Về infinitive với su thì mình chỉ có thể nói đến thế thôi. Tức là nó là một cái vế câu phụ và không bao gồm chủ ngữ, bổ sung ý nghĩa hay là mở rộng ý nghĩa cho một thành phần nào đấy trong câu. Tùy, nó có thể là động từ, nó có thể là một danh từ, nó có thể là một cụm danh từ, nó có thể là một tính từ, một dạng từ, không biết. Tùy vào cách hiểu, mình không ép buộc cách hiểu của mình cho bất kỳ một ai cả. Mình chỉ có thể phát biểu cách hiểu của mình. Mình thấy một số tài liệu trên mạng thì có giải thích cái cách dấu hiệu nhận biết là có những cái động từ nhất định có thể là đi kèm với infinitive mit su. Tức là dựa vào cái syntax, dựa vào cái cú pháp của nó để giúp các bạn hiểu bài. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cách giảng, một cách giúp các bạn hiểu. Thế nhưng mà để các bạn áp dụng được thì mình không biết là nó sẽ đi được đến đâu. Mình thì mình đánh giá cao cái việc học ngôn ngữ dựa vào semantic hơn, tức là dựa vào cái ý nghĩa mà mình muốn biểu đạt hơn. Mình thì hay học ngôn ngữ dựa vào semantic và dựa vào những cái gọi là kiểu cái tiếp xúc với ngôn ngữ, thì dần dần mình sẽ biến được cái ngôn ngữ đấy thành của mình. Còn học triệu chứng, học cú pháp như nhiều chỗ dạy, điển hình là cái phân biệt dative với accusative, bằng cách là dative thì hay chỉ người, còn accusative thì hay chỉ vật ấy. Cái đấy là học theo triệu chứng ấy, thì tất nhiên là nó không thể đúng được với tất cả các trường hợp rồi. Thì có thể có những trường hợp mà học theo cú pháp thì được, học theo cú pháp thì cũng chính xác. Nhưng mà mình nghĩ là với ngôn ngữ thì cái quan trọng hơn là semantic chứ không phải là syntax. Ok, hết video này rồi, mong là các bạn nghe mình bao hoa thì hiểu được, không bị dối. Và mình bây giờ thì thật sự cần phải đi bổ sung nước. Thế nhá, hẹn video sau.